Rất cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình của Đài Sài Gòn TV với phần 2 của chương trình An sinh xã hội và bạn với Quyên Chi Hồ Quang lần này. Thì Andy xin được phép gửi đến cô câu hỏi thứ hai của một vị khán giả đã gửi về cho chương trình là xin chào Quyên Chi Hồ Quang, năm nay tôi đã 75 tuổi và đã về hưu và số tiền lương hưu của mình là 728 đồng một tháng sau khi đã trừ bảo hiểm y tế là 105 đồng. Trong suốt một năm 2014 thì tôi lãnh được 692 đồng khi đã trừ bảo hiểm y tế là 104 đồng và đầu năm 2015 tặng thêm 36 đồng là 728 đồng. Và hiện nay tôi vô sản, không nhà và không xe, chỉ sống nhờ vào số tiền lương hưu trên. Và điều thứ nhất là tôi đã có quốc tịch và muốn về sống lâu dài ở Việt Nam để thuận tiện cho việc chữa bệnh. Và tôi muốn xin cắt 104 đồng, 9 cent tiền bảo hiểm y tế để xin chi phí khám chữa bệnh khi ở Việt Nam và có được hay không và thủ tục phải làm như thế nào. Và câu hỏi thứ hai mà tôi muốn dành cho cô đó là với tiền lương hưu trên thì tôi có phải khai thuế hàng năm không? Và xin cô giải thích rõ. Kính thưa quý vị, nếu quý vị đang lãnh tiền hưu an sinh xã hội, quý vị được với song song với tiền hưu an sinh xã hội là bảo hiểm sức khỏe Medicare. Đối với những người đã có công dân Hoa Kỳ và đang lãnh hưu bổng an sinh xã hội, quý vị có những cái điều thông thả hơn là những người đang lãnh SSI. Cái khác biệt giữa chương trình hưu bổng an sinh xã hội là cái quyền lợi của mình, đó là cái tiền mình được hưởng sau nhiều năm đi làm có đóng thuế an sinh xã hội. Bên cạnh đó, có những vị nói sao tôi đi có 30 ngày cái cúp tiền của tôi. Đó là những vị đang lãnh SSI, mà SSI là trợ cấp của chính phủ. Mà khi là trợ cấp thì cái nguồn tài trợ cho cái tiền mình được hưởng là từ tiền của dân đóng thuế. Người ta chỉ giúp đỡ cho mình khi mình đang sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu mà mình có khả năng đi chơi lâu quá, đi chơi xa quá, đi chơi tới 3-4 năm tháng thì người ta không còn trợ cấp cho mình nữa. Riêng đối với những vị mà lãnh cái quyền lợi thì quý vị có quyền trong hai trường hợp. Một là mình là người còn giữ cái thẻ xanh, là mình là thường trú nhân đó. Thì quý vị cũng được quyền đi, không có giới hạn trong vòng 30 ngày. Quý vị được đi trong vòng 6 tháng. Rồi khi đi 6 tháng mình phải trở về Mỹ lại, ở Mỹ 30 ngày, rồi muốn đi nữa thì cũng chỉ đi 6 tháng mà thôi. Cứ mỗi một lần đi, đi 6 tháng rồi trở về. Đó là đối với những người có thẻ xanh. Có người có thẻ xanh, lãnh hưu bổng. Nay trường hợp của ông bà là người có hưu bổng mà lại là công dân Hoa Kỳ. Thì quý vị cũng thông thả hơn. Trong những quốc gia không có phải là cái luật lệ này áp dụng đồng nhất cho tất cả các quốc gia mà chúng ta đi du lịch. Nếu mà quý vị đi lên Gia Nã Đại, quý vị chỉ cần báo cho Sở An sinh Xã hội rằng tôi đang ở Mỹ, bây giờ tôi muốn qua ở với một người con đi vượt biên mấy chục năm trước, bây giờ người đó ở Canada, tôi muốn qua ở luôn với người con tôi ở cái quốc gia Gia Nã Đại. Quý vị chỉ cần thông báo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển cái tiền hưu bổng an sinh xã hội của quý vị. Không có gì để mà lo ngại hết. Tuy nhiên, Việt Nam, Campuchia và Bắc Triều Tiên vẫn nằm trong danh sách của những quốc gia mà Sở An sinh Xã hội chưa có hoàn toàn đồng ý để tiếp tục gửi cái quyền lợi hưu bổng đến quý vị. Do đó, là một công dân Hoa Kỳ lãnh hưu trí an sinh xã hội, quý vị có quyền đi 6 tháng đầu tiên như người đi du lịch. Thì quý vị chỉ báo và chúng tôi vẫn tiếp tục gửi tiền về cho quý vị, hoặc là gửi chi phiếu, hoặc là chuyển ngân trực tiếp vào một trong ngân hàng của quý vị. Rồi qua tới Việt Nam, thì nếu mà quý vị nghĩ rằng muốn ở lại Việt Nam lâu dài hơn, có thể 7 tháng, có thể 1 năm, có thể ở luôn, thì quý vị phải liên lạc với sở, với tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam, báo cho cái bộ phận cung cấp dịch vụ cho ngoại kiều Mỹ sống tại nước ngoài. Xin lưu ý, nhiều khi mình vô dân Mỹ rồi, mình biết mình là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà khi mình về tới Việt Nam mình hay lẫn lộn không biết là mình là người Việt Nam hay là mình là người Mỹ, đúng không cô? Xin nhớ, mình là người Mỹ gốc Việt. Thì quý vị phải liên lạc với tòa đại sứ, tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết tôi người Mỹ gốc Việt,
có ý định lưu ngụ lâu dài ở Việt Nam, thì quý vị làm cho tôi cái thủ tục để tôi xin được lãnh tiền. Quý vị có thể tùy theo cái sự phỏng vấn của tòa đại sứ hay tòa lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam mà quý vị phải bao lâu đó phải tới để trình diện rồi mới lãnh được cái chi phiếu. Quý vị cũng có thể yêu cầu được chuyển ngân trực tiếp cái số tiền đó, nhưng mà phải make sure chắc chắn rằng cái ngân hàng mà quý vị mở trương mục có chi nhánh ở Việt Nam. Vậy không? Chứ nếu mà có những cái ngân hàng mà mình mở bên đây mà bên kia không có, mà chuyển ngân bên đây thì mình sao mình rút tiền bên kia? Mình trước khi mình về Việt Nam mình ở luôn, mình có ý định đó thì mình phải mở một ngân hàng ở đây với có một chi nhánh ở Việt Nam. Thì mình phải, cái đó là mình phải điều nhiên. Mình nghiên cứu trước khi mà mình rời lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đặc biệt là quý vị luôn nhớ là quý vị là người Mỹ rồi, là khi về Việt Nam mặc dù đó là quê hương đầu tiên của mình nhưng mà bây giờ đó là nước ngoài rồi, đúng không? Mình giao dịch, mình vẫn phải giao dịch cái văn phòng chính mà lo lắng công việc cho mình, đó là hoặc là tòa đại sứ hay là tòa đại sứ lãnh sự Hoa Kỳ. Điều mà khó hiểu nha. Nhưng mà quý vị phải nhớ như vậy, mình là người Mỹ gốc Việt nha. Rồi bây giờ trở lại trường hợp nếu mà chúng ta đang ở Mỹ, quý vị có tiền hưu và quý vị có cái bảo hiểm y tế Medicare, quý vị ra khỏi nước, quý vị không sử dụng được cái bảo hiểm Medicare, tại vì sẽ không có một cái cơ quan hay là một cái cơ quan y tế nào cung cấp dịch vụ cho mình, chữa trị cho mình khi mình rời lãnh thổ Hoa Kỳ. Quý vị cảm thấy là tôi biết là tôi về Việt Nam tôi không có sử dụng được Medicare, nhưng mà tại sao tôi vẫn phải đóng 104 đồng 90 xu? Đúng rồi, dạ. Cái đó cũng là một cái câu hỏi rất hay. Nhưng mà kính thưa quý vị hỏi tôi có từ chối được không? Được, cái quyền của mình mà, mình muốn có quyền từ chối thì được. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là nếu trong tương lai quý vị vì lý do sức khỏe cảm thấy rằng những cái dịch vụ y tế ở Việt Nam không chữa trị được những cái căn bệnh mà quý vị có thể sẽ vấp phải, quý vị muốn trở về Mỹ, thì lúc bây giờ quý vị không có Medicare. Và xin lưu ý, tôi hay thường nhắc là đối với những vị bước vào tuổi 65, 3 tháng trước cái ngày đó, cái tháng quý vị được 65 và 3 tháng sau đó, quý vị phải ghi danh vào chương trình Medicare. Tại vì nếu không ghi danh, cứ mỗi năm mà mình ghi danh trễ, mình sẽ bị phạt 10% trên bảo phí phần B. Bây giờ tôi lấy thí dụ, ông bà đã trên 70 rồi, có sẵn Medicare rồi. Rồi cái mình nói thôi, tôi về 7-8 tháng, tôi không có muốn mất một tháng 104 đồng 90 xu. Tôi cancel cái Medicare. Quý vị cancel là người ta chấp nhận liền. Nhưng mà khi quý vị vì lý do nào đó trở lại Mỹ, quý vị không có Medicare, quý vị có thể về 1 năm, 2 năm, 3 năm. Rồi khi mình thấy yếu quá, các con nói là không được, ở bên đó ba má không có nhà thương, không có cái dịch vụ y tế, nó không có đủ tốt như bên này để lo cho ba má, thì con xin đón ba má về. Thì ba má về đây, sau 3 năm ở Việt Nam, ba má cancel Medicare 3 năm. Thì như vậy, nếu mà ba má muốn ghi danh lại Medicare, ba má sẽ bị phạt 30% trên cái premium của Medicare. Và rồi nói như vậy, không có nghĩa là bây giờ là tháng 4 phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi mình về, mình đi đâu mấy năm trước rồi, bây giờ tháng 4 mình trở lại Mỹ, mình trở lại Sở An sinh Xã hội. Người ta nói không có nằm trong cái giai đoạn ghi danh của chương trình Medicare. Thì mình phải đợi. Mình phải đợi tới cái giai đoạn ghi danh tổng quát của chương trình Medicare là vào 1 tây tháng Giêng cho tới 31 tây tháng 3 hàng năm. Mà mình ghi danh trong cái giai đoạn ghi danh tổng quát đó tới tháng 7 trong năm, cái Medicare mới có hiệu lực. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình trở về đây tháng 4 nha, ba má bệnh nha, bây giờ muốn đưa ba má đi chữa bệnh không có Medicare, mình phải trả bằng tiền túi của mình. Mình phải trả bằng tiền túi. Mình phải đợi tới 1 tây tháng 1 năm 2016, đúng rồi, 2016, rồi mình mới ghi danh. Ghi danh tháng Giêng năm 2016 thì phải đợi tới tháng 7 2016 Medicare mới có hiệu lực. Thì sợ mình chịu từ tháng 3 năm này cho tới tháng 7 năm sau, không biết mình có qua căn bệnh hay không,
Nói tóm lại, quý vị có quyền cancel, và tôi cũng xin phân tích những cái hệ lụy nếu mà quý vị vì muốn giảm cái chuyện đóng 104 đồng 90 xu một tháng mà hồi cái Medicare, thì đó là những cái hệ lụy mà chúng ta phải chấp nhận nếu trường hợp chúng ta muốn trở về Mỹ và muốn sử dụng cái bảo hiểm y tế Medicare ở Hoa Kỳ. Còn như vậy khán giả này, con sẽ suy nghĩ cho thật kỹ trước khi mình cancel cái này. Tại vì cancel thì dễ nhưng mà xin lại thì rất là khó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và con xin cảm ơn cô đã góp mặt cho chương trình lần này của chúng của Đài Sài Gòn TV của chúng ta. Và quý vị khán giả thân mến, nếu quý vị nào có còn thắc mắc nào về vấn đề an sinh xã hội hay bất cứ về vấn đề nào như tiền food stamp, tiền SSI, Medicare, Medicaid, thì xin quý vị hãy gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ email ansinhxãhoivabạn@saigon-tv.tv, hoặc có thể gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 817-855-0001, hoặc có thể đơn giản hơn đó là viết thư tay và gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ 1150 107 Street Arlington, Texas 76011, để Andy có thể nhận được những bát thư đó và gửi ngay đến cô anh chị Hồ Quang, để chúng ta có thể cùng nhau, để cho phép Andy và cô anh chị Hồ Quang là người đồng hành với quý vị trong chương trình này, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vấn đề đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình An sinh xã hội của Đài Sài Gòn Television. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin được ngay chào tạm biệt quý vị.